Xin chào các bạn. Sau đây tôi xin chia sẻ với các bạn cách vệ sinh bầu dưỡng tủ điện của bơm nước sinh hoạt. Chúng ta chuẩn bị dụng cụ: rẻ, chổi, bút điện, băng dính điện, kìm và tua lô vít. Trước tiên chúng ta sẽ tắt automat điện tổng của nguồn điện cung cấp cho tủ. Sau chúng ta tắt automat của mạch điều khiển và các đèn báo. Chúng ta kiểm tra đảm bảo là không có điện. Sau đây chúng ta sẽ dùng tua lô vít siết chặt các mối nối, đảm bảo đủ chặt tránh trường hợp mô ve của các mối nối. Sau khi là các mối nối đã được siết chặt thì chúng ta sẽ dùng chổi để vệ sinh, lau sạch các bụi bẩn. Giờ chúng ta sẽ dùng rẻ lau tủ. Sau khi đã vừa vệ sinh và bổ dưỡng xong, chúng ta sẽ đóng automat tổng lên và đóng các hệ thống mạch điều khiển lên. Dùng bút điện kiểm tra xem nguồn điện đã có điện chưa. Khi kiểm tra các nguồn điện đã đảm bảo, máy bơm thì hoạt động được, chúng ta sẽ tiến hành chạy thử. Vừa chia sẻ với bạn cách vệ sinh và bầu dưỡng tủ bơm tủ điện của bơm nước sinh hoạt. Cảm ơn bạn đã theo dõi.